nhớ trước tiên đó là không có thể nhớ ngày ngày có một cái cá nhân như quỳnh nói mình khác nhau thì mình sẽ đặt cái phần trách nhiệm của mình đi lên nữa, thì đâu có thể làm nhớ mình, thứ nhất là mình có thể là cải tiến thay đổi về cá nhân của mình.